mà ông cô Trần Anh Nguyễn với ông Nam Lộc về cái vụ Thương Phế Bình. Thì theo tôi được biết là cái vụ này nó xảy ra cả một năm nay rồi, cái vụ hơn một năm nay là cái vụ mà bà Trần Anh Nguyễn bà kiếm phiếu bằng cách bà đưa ra một cái dự luật. Đó là khi mà thưa quý khán giả, khi mà nói dự luật có nghĩa rằng là một cái đề nghị, thì cái dự luật đó nó sẽ được chấp thuận hay không chấp thuận đó là cái chuyện của Quốc hội, mà nó phải đi qua Hạ viện trước, để đi qua Thượng viện xong rồi đó thì nó mới đưa lên liên bang đấy, chứ không phải là ấy. Nhưng mà bà là la lối sùm lên là nghĩa là sẽ đón Thương Phế Bình qua này kia đấy, trong làm cho ở bên Việt Nam họ tưởng có thật. Họ tưởng có thật, có người mỗi Bỏ tiền. người mất khoảng chừng 1.000 đô la để làm hồ sơ. Thì ông Nam Lộc ông mới thấy bất nhẫn quá, tôi không thích ông Nam Lộc, nhưng mà kỳ này tôi phải bấy nhiêu Em chung ông với mới lên tiếng. Ông lên tiếng ở trên đài của ông Quốc Nam đấy, Kali Today, ông lên tiếng và ông thách thức bà Trần Anh Nguyễn đối thoại, thì bà Trần Anh Nguyễn lại không dám nói chuyện. cái vấn Mà đề cái vụ đó là không chưa áp dụng, nó chưa áp dụng, áp không dụng áp bà dụng. là không nên nói, là về Đúng nói rồi. lên nó những người ở business về vấn đề di trú họ tung cái tin nó ra để họ lấy tiền Đấy. nhận đơn đó, Thì rốt mục đích cục mà không làm được gì hết, nó cũng oan uổng cho người người nghèo ở Việt Nam khi mà họ muốn lập đơn để qua Mỹ. thì cái hôm nay như bác nói cái vụ đó mà phải không? Cái vấn đề mà thôi cái chuyện đó thì nhưng mà dòng cứu cứu thế thưa bác, người ta nói 6.000 mà hôm đó là coi như là bất thành. Vậy nên là nếu mà 6.000 tiền đó, mỗi một thư một một người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nhận 1 triệu đi, tức là coi như tương đương gần 50 đô la đấy. Thì bây giờ đó 6.000 hồ sơ như vậy á, tức là bao nhiêu? 6.000 triệu, 6.000 triệu tức là 6 tỷ tiền Việt Nam. Thì nếu mà thương phế binh không tới nhận á, thì tiền nó nằm ở đâu? Nằm ở trong dòng chúa cứu thế Nhưng mà tôi cũng thắc mắc hay là nằm ở đâu? cả chục năm nay cứ quyên tiền như vậy, tiền nó đi đâu mà không ai nói tới, mà sở IRS không bao giờ đụng tới. À, cái đó thì tôi đang đặt vấn đề đó, tôi đã Yeah. đặt vấn đề với lại ông Lê Trinh Thông và ông Phan Kỳ Nhân. Tôi không đặt cái vấn đề đó mà tôi đặt cái vấn đề mới đây nhất. Tôi có, tại vì tôi có video, có bằng chứng. Chính ông Tạ Đức Chí mặc cái áo màu trắng có con cá, xương cá như này đấy, kêu gọi người ta là chúng ta phải lật đổ Đảng Cộng sản này, con này cái này, cái này, bây giờ đồng bào chúng ta trong nước nó như này này, như này, như này, đại khái. Ông là một viên chức của nhà nước, không dù ông là là ấy, ông không có quyền nói không như có vậy quyền nói đấy. Ông chỉ có quyền nói, ông thí dụ như là ông nói rằng Đảng Cộng sản tàn ác, thì ông yêu cầu chứng minh tàn ác cái gì, ông có bằng chứng gì không đấy. Chứ đâu có thể nói cái khơi là mình là cái thành ra tôi nghĩ rằng ông Tạ Đức Chí chỉ là người được bơm cho nói mà không biết mình nói gì, nói theo kiểu mà dân gian đưa quý khán giả, ta lấy cái ống đu đủ người ta cắm vào đằng sau trong người ta thổi cho nó phồng lên. Thì bây giờ đó tôi sẽ đặt vấn đề ông Tạ Đức Chí cho tôi biết là hôm đó ông kêu gọi số tiền đóng tiền và ông Phan Kỳ Nhân ông lấy cái ông đổi cái tên lực lượng liên cái liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, ông đổi thành ra là ủy ban bảo vệ môi trường và chủ quyền quốc gia. Cái tên đó đó okay, ông không thể nào mà ông vừa đập ra là ông có quyền đi gây quỹ được, tối thiểu chứng minh 2 năm, 2 năm ông là làm việc vấn đề về từ thiện Từ thiện. nhân đạo ông mới được. Bởi chỉ có những nhà thờ, ngay cả nhà thờ và chùa nhiều cái nhiều nơi cũng vẫn chưa có giấy phép. Giấy phép hoạt động có nhưng mà giấy phép miễn thuế chưa có, mà anh không có 501c3 tức là miễn thuế, anh không cách gì mà anh có quyền đi thu tiền. Và ông Lê Trinh Thông nói rằng chúng tôi có quỹ hy vọng, tức là Hope Organization. Chúng tôi vào trong tiểu bang California và cả Federal, chúng tôi kiếm Hope không ra. Thì như vậy là cái tổ chức tự xưng mình là Hope. Chức ma. Đấy. Và bây giờ cho dù cái tổ chức đó, đó là thật đi nữa đi, anh Trong Phạm mới đặt câu hỏi tôi trả lời. Làm sao anh gửi tiền về đấy? Tại vì theo luật anh chỉ có quyền gửi tối đa 10.000 đô la thôi.
Còn trên 10.000 đô la anh phải chứng minh anh có những cái dịch vụ và có những cái chương trình từ thiện mà được chấp thuận bởi hai chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ thì anh mới có quyền mang về được. Hai vợ chồng ông Quý, chồng làm thủ quỹ, vợ làm ủy viên tài chính ở trong cái tổ chức của bà Hạnh Nhân cứu trợ thương phế binh và cô nhi quả phụ, cầm 80.000 về Việt Nam. Tôi không biết là tại sao mà đi qua được cửa hải quan như thế nào, tôi không biết. Tại vì không có quan được đâu anh, X-ray nữa là đấy, không có chạy được đâu. Thì nó mang về cái cách nào không biết, nhưng mà khi về cái bảo là bị mất. Tôi đặt vấn đề ngay ở lò hồ lúc đó, cách đây 6 năm. Đó là biển thủ tiền. Đấy, biển thủ tiền đấy. Nhưng mà rồi cái là ông hai ông bà cái từ chức liền. Nhưng từ chức không có nghĩa rằng là anh không ăn cắp. Tại sao bà Hạnh Nhân và cái đấy, ông Nguyễn Văn Ức trả lời cho tôi biết này. Tại sao quý vị không đưa cái vụ đó ra? Tại vì nếu mà đưa ra đó thì là cái chương trình Trương Phế Bình sẽ bị. Cái chương trình đại nhà hội Trương Phế Bình không bao giờ tổ chức được. Tôi có hỏi một người hồi đó quen tôi ủng hộ cái chương trình Cảm ơn anh. À, đấy, cảm ơn anh. Tôi mới sau một vài tháng quyên tiền xong xuôi tôi mới hỏi cái tiền nó đi đâu rồi bác. Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi cho tiền họ để nó đúng đưa rồi. Đâu tới Việt Nam hay không thì tôi không biết. Đó thì người dân ở Bô Sa này họ nói như vậy. Họ nói họ không biết cái tiền nó đi đâu. Thôi ra cái tiền bạc thì thôi thì nó nhiều thứ. Riêng cái câu chuyện là bà Hạnh Nhân cảm ơn anh với lại tới cái kỳ 9, kỳ 10, rồi kỳ 11 vừa rồi lên San Jose. Cũng giống như là cái mà vấn đề món quà cho thương phế binh Việt Nam tại dòng Chúa Cứu Thế đó. Thì nó có một cái vấn đề nó thế này là tôi nghĩ rằng thì là nói rằng thì là có danh sách cả mười mấy ngàn người hay là mấy ngàn người đó. Thì tôi nghĩ rằng thì là một năm mà chia ra được 1 triệu mà được 100 mà hạch tới hạch lui phải có 2 người làm chứng xem là có đúng là thương phế binh không. À, đúng không ạ? Số quân là mấy đó. Thì tôi lúc nào tôi cũng nói rằng thì cái Việt Nam ta nó có cái câu là cách cho nó quý hơn của cho, nó quý hơn của cho nhiều. Mà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó thì 42 năm nay rồi các anh ù té chạy, không ạ? Các anh nghĩa là có tiền thì các anh 30 tháng 4 anh đi, rồi có tiền thì các anh mua bãi bến, rồi thì các anh quyền cao chức trọng thì các anh đi HO, các anh để lại chúng tôi què quạt thế này. Rồi thì bây giờ các anh lại đãi bôi, các anh mang chúng tôi ra làm con tin. Mấy anh cha ở dòng Chúa Cứu Thế này là một cái anh, nó bắt cái bọn thương phế binh này, bắt những anh em thương phế binh này làm con tin. Nói là thì là chúng tôi quyên tiền, nghĩa là rồi thì chúng tôi chuyển về cho các cha, rồi các cha sẽ trao gửi cho anh em thương phế binh. Nào không ạ? Đấy, rồi thì là nó còn nói rằng anh em, nghĩa là nói lên một cái số quân một cách hồ hởi, coi như lần đầu tiên được nói lên cái số quân. Tôi cấm đâu. Thế thì tôi mới lại thấy có một clip khác, có một cái cô ấy đi vào những cái vùng xa vùng sâu, cô ấy cho, thì tôi mới thấy rằng hỏi cái ông thương phế binh đó số giếp đó, thì giọng ông ấy hết sức là bực mình. Mày cho tao được bao nhiêu mà mày cứ hỏi hoài số quân, không ạ? Mày hỗn quá, không ạ? Biệt thị tao quá. Mày hỗn quá. Thành ra nhân cái vụ dòng Chúa Cứu Thế đó thì tôi có xin có một cái ý kiến thế này nữa. Là các ông cái dòng Chúa Cứu Thế thì các ông ấy chuyến trước thì mình đã bình luận rằng thì là khen các cha ở dòng Chúa Cứu Thế, phải không ạ? Các cha dòng Chúa Cứu Thế cha mạnh miệng quá, cha chửi cộng sản, ở ngay dòng Chúa Cứu Thế cha không sợ gì cả. Thì một cái câu hỏi đặt ra cho tôi là thế thì cộng sản Việt Nam nó có dân chủ thật không ạ? Anh được quyền nói mà. Hai là đây nó là một cái
thỏa thuận với nhau đây là một cái bình xả hơi. Tôi gãi lưng anh gãi lưng tôi để xem rằng thì là cái bất mãn của quần chúng nó tới đâu. Không ạ? Và các cha ở dòng chúng tư thế này là chính là sửa soạn một cái bãi đáp để mà Cộng sản Việt Nam nó theo dõi tất cả những các cái lực lượng nào mà mày không phải là thương phế binh, mày định gây rối. Cho nên cái cuộc mà hôm vừa rồi đó là tôi nghĩ là Cộng sản Việt Nam họ sẽ cố gắng họ giữ an ninh ngầm, đừng để ra sự cố nào. Nếu để ra sự cố thì chúng nó sẽ vu vạ. Thành ra nếu thành công là Cộng sản Việt Nam họ đã cố gắng họ giữ an ninh ngầm. Và một cái nữa, thế thì mấy anh này anh lại than phiền rằng cái năm nay tự dưng cái Bộ Ngoại giao Mỹ lại không xếp Đảng Cộng sản Việt Nam vào trong cái danh sách những nước đặc biệt quan tâm về vấn đề tôn giáo. Thế thì tôi mới nói rằng mày là thằng khỉ rồi, đồ khỉ. Đó. Chính vì cái dòng Chúa cứu thế, mày được tự do thì tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cái gì thì người ta nhìn thấy rằng thì là làm sao mà xếp Đảng Cộng sản Việt Nam thành ra những người kỳ thị đặc biệt quan tâm thế. Chính chúng mày giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam thoát khỏi cái đó. Thế đúng thì hỡi ơi, cái chống tộc hải ngoại nó cũng cái trình độ của nó như vậy mà nó làm chính trị thì nó cũng mệt quá đi ông ơi. Thì ra cái vụ đồng quý cái thế bây giờ đó thì chúng tôi chỉ có thắc mắc bây giờ cái tiền đó không được. Tại vì đó các anh nói rõ ràng, các anh nói rằng là Cộng sản đã độc ác chặn tất cả các đường đi vào dòng Chúa cứu thế. Ok, nếu mà thật sự có, okay, quý vị đưa video lên hay là đưa hình lên chụp đi, đừng có lấy cái hình cũ ở đâu ra xong rồi bảo là chặn. Tôi chỉ đặt vấn đề không có người tới đó thì cái tiền nó nằm ở đâu, có trả về bên Mỹ hay không, nếu ở Việt Nam thì ai giữ đấy, trả lời cho tôi biết. Nếu mà không trả lời tôi biết thì tôi nghĩ rằng đây có việc cho an ninh Việt Nam làm việc. Các bác nghĩ thế nào? Có một cái nguồn tin nữa chính thức rồi, ông Lưu là đại diện của Facebook ở vùng Á Châu, ông là giám đốc của chương trình Facebook ở Á Châu, đã tới gặp ông gì ở bên bộ đại diện Việt Nam đóng cái gì Tuấn á. Thì đại khái là sẽ có một cái phiên bản cho Facebook ở Việt Nam. Tức là cái phiên bản đó ở người Việt Nam nếu mà đi vào cái Facebook thường đó không được. Phiên bản đó tôi biết chắc chắn nó ra là facebook.vn.com, tức là nó phải có chữ VN. Đấy. Thì khi vào trong đó thì phiên bản nó sẽ có những cái phần mềm ở trong đó. Nó có những cái bộ lọc, nó gọi là scan. Tức là nó sẽ scan, thứ nhất là cái IP. Và thứ hai nữa là cái danh tính của mình, và cái thứ ba nữa là cái nội dung. Thí dụ quý vị viết những cái chữ mà gọi là biểu tượng cho một cái bộ phận và con người đó, và trong đó thì là nó sẽ tự động nó chặn, nó không cho đăng đó. Thì cái phiên bản đó thì các bác nghĩ thế nào, có vi phạm hay không? Mà đồng ý ký rồi, Facebook đồng ý rồi. Thì cái này mình phải dở lại là nửa năm trước đây thì ông thấy cái ông tiến sĩ gì mà ông ấy còn ở Việt Nam đó. Vâng, thì ông ấy nói rằng thì là ông ấy tiên đoán đó. Ông ấy nói là Cộng sản Việt Nam mà đòi mang cái trung tâm đó đi vào Việt Nam đó để mà kiểm soát đó. Thì mấy cái đó người ta sẽ bỏ đi. Coi như rằng thì là họ tự trọng. Thế thì tôi thấy rằng thì là nó rất nhầm lẫn là những người mà chủ trương cái Facebook thì người ta cũng biết rằng thì là cái chuyện mà nhà nước, bất cứ nhà nước nào người ta cũng phải ngăn cản những các cái chuyện nói bậy bạ. Phải không ạ? Tới giờ này đó thì ông này ông ấy nói ra thì là mấy cái hãng này đó
nó sẽ bỏ đi. Nên nó buồn cười là mấy hãng này nó biết cái nó biết cái điều và nó cũng quý cái thị trường Việt Nam chứ, nó kính trọng cái thị trường Việt Nam chứ, đâu có phải rằng thì là cái anh tiến sĩ gì mà nói chuyện là ê như thế này nó sẽ bỏ đi. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ đọc cho quý vị đây một danh sách để chúng tôi gửi tặng cho Bộ Công an Việt Nam. Đang ngồi sưu tập ra tất cả danh sách. Đây là những cái đài nhái, kể cả KBC hải ngoại cũng bị nhái nữa. VOA cũng bị nhái, BBC cũng bị nhái, Việt Nam Plus, tất cả những cái danh sách chúng tôi đã liệt kê đây. Và chúng tôi sẽ đăng lên trên Facebook. Để khi mà các quý vị đặt cái vấn đề Facebook, cũng quý vị cũng nên đặt những cái vấn đề, những cái cơ sở này, cái địa chỉ này, cái địa chỉ này internet nó không liên quan gì tới Facebook và có cả YouTube nữa. Và thì nhưng mà chúng tôi thấy rằng đó là một bước tiến, chỉ có như vậy nó mới kiểm soát được. Còn nếu mà chúng ta đó, chính Facebook nó nói rằng á, chúng tôi có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng mà ngôn ngữ mà gọi là bị gọi là phỉ báng hay là bị gọi là khiếu nại nhiều nhất là người Việt Nam. Thiếu tiền thiếu bạc là người Việt Nam. Không, chúng tôi thì tinh thần cao lắm, chúng tôi lấu cá lắm, làm sao mà chúng tôi qua mặt được hết à? Thế cho nên nó mới buôn lận thù 30 năm, 40 năm nay chứ không có thằng nào mà có thể mà dẹp được cái bọn cộng đồng cực đoan này cả. Và tôi sẽ thấy cái nó chỉ có chết thôi chứ nó không ấy. Cái là một chiều anh chết đi, em kéo anh ra tận cánh đồng thế thôi chứ còn không thể nào mà họ thay đổi được, rất là khó. Bằng chứng là ngay không phải cực đoan đây nữa, cực đoan trong nước cũng vậy.